Tiếp theo, xin mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin về dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới. Thưa quý vị, bất chấp số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 412 triệu ca, hàng loạt chính phủ đang dỡ bỏ các biện pháp hạn chế cuối cùng với mong muốn có thể thiết lập lại nhịp sống sau 2 năm biến động về dịch bệnh và cùng với đó thì chiến dịch tiêm chủng cũng đang được tăng tốc mở rộng. Chẳng hạn như là tại Nga thì giới chức nước này đã bắt đầu cho thanh thiếu niên tiêm vaccine Sputnik M, trong khi Hàn Quốc thì lên kế hoạch tiêm mũi tăng cường thứ tư vào cuối tháng 2 này. Và những thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới cho quý vị trong cụm tin vắn ngày sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 14 tháng 2, Nga bắt đầu tiêm chủng vaccine phòng bệnh COVID-19 Sputnik V cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi. Đây được xem là một bước ngoặt lớn trong nỗ lực đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng của quốc gia này. Sputnik V là một phiên bản của Sputnik V, được điều chế dành riêng cho thanh thiếu niên và có liều lượng nhỏ hơn so với vaccine dành cho người trưởng thành. Vaccine Sputnik V cũng được chế tạo dựa trên công nghệ vector virus. Giới chức Hàn Quốc ngày 14 tháng 2 xác nhận, nước này sẽ triển khai tiêm mũi thứ tư vaccine ngừa COVID-19 từ cuối tháng 2 và cung cấp thêm hàng triệu bộ xét nghiệm nhanh tại nhà cho người dân trong bối cảnh số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng tại nước này. Những người có nguy cơ cao mắc bệnh sẽ là nhóm đầu tiên được tiêm mũi vaccine thứ tư, tức liều vaccine tăng cường thứ hai. Ngày 14 tháng 2, thủ tướng Thái Lan Prayut Chanucha đã yêu cầu Trung tâm xử lý tình hình COVID-19 cũng như Trung tâm điều hành khẩn cấp về du lịch và thể thao nước này vạch ra các biện pháp để mở lại các cửa khẩu biên giới với Malaysia. Theo quy định mới, khách du lịch từ Malaysia sẽ được phép nhập cảnh Thái Lan theo chương trình Test and Go mà không cần cách ly. Tuy nhiên, du khách vẫn cần phải thực hiện hai lần xét nghiệm bằng phương pháp PCR sau khi đến Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia Ovanin kêu gọi người dân cảnh giác hơn và tuân thủ các quy định y tế trong bối cảnh số ca mắc biến thể Omicron tiếp tục tăng nhanh tại nước này. Trong ngày 13 tháng 2, Campuchia ghi nhận 401 ca mắc mới COVID-19, tất cả đều nhiễm biến thể Omicron. Bà Văn Đinh kêu gọi mọi thành viên trong cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ nên duy trì cảnh giác và nhanh chóng tiêm mũi tăng cường vaccine ngừa COVID-19 khi đến lượt.